Nightshop Review Up đạt được chứng nhận của SGS về bảo vệ an toàn cho điện thoại, thương hiệu Sun DD. Hộp đựng nhựa cứng cá chắc chắn cho một ốp lưng. Mẫu lưng trong sẽ có siêu ni lông, mẫu lưng nhám thì không có siêu. Mình thử cho máy Xiaomi Mi 10T rồi nha. Lưng PC cứng trong, sẽ không bị ố vàng. Phần camera được bảo vệ toàn bộ, không lo bị trầy nha. Nút bấm nhẹ, mặt trước ốp cao hơn màn hình. Bốn góc nhô cao chống sốc. Do viền đen là nhựa TPU dẻo, nên tháo lắp dễ dàng hơn. Mẫu Sun DD này shop có hàng cho các dòng Xiaomi khác nữa nha. Cảm ơn bạn đã xem.